tỷ 180 ba ngày một trăm tám mươi chúng cháu đi đây ạ tạm biệt chú hãy nghe và nhắc lại chúng ta đi rồi chú chú tạm biệt đi rồi chú 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 再见，我们走了，叔叔再见。我们走了，叔叔再见。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书？大卫 Sạc giải rất quen thuộc, 很熟悉 quen có vẻ có vẻ, như là... vẻ như rất ngon rất thơm rất ngon, rất thơm thuộc, 只比我大两岁。老 Chung 了。总之，vừa rồi là chị ruột。刚刚是亲姐姐。luyện tập nói tiếng Chung。练习讲中文。 không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần vội, từ từ Không cần vội từ từ thôi. Không Không cần vội từ từ thôi

thay xong rồi. Khoan khảo lọ. Rất hợp đấy. Mán khứa sử đó. Mua xong đồ trước. Xem mải quán gì. Tìm người hỏi đường. Rào quần lũ. Thuận theo đường này.

第一次来不识路，大灭球啊！叔叔再见。